thân mến, mình giới thiệu với bạn, đây là anh xã của mình, Alan. Hai vợ chồng mình đã kết hôn 30 năm. Anh xã mình làm cho chính phủ Mỹ, Federal Emergency Management FEMA. Hôm nay trời có trăng đẹp, mình ra hai vợ chồng cùng nhau đi ngắm trăng, rồi đi xem buổi tối tại Mỹ và đi ăn cua hoàng đế. Đây là buổi tối trên cái cầu để người ta cầu để người ta làm để người ta đi câu cá, mà không có xe chạy. Bà thấy trăng đẹp không? Hai vợ chồng già mà cũng còn lãng mạn lắm đấy. 30 năm thời gian qua rất là mau ha bạn. Thì mình đi ăn xong rồi mình ăn cua hoàng đế. Không phải, cái này là ăn con tôm hùm. Ở đây là kiệm này là họ bán con tôm hùm là muốn ăn bao nhiêu con cũng được. Họ dọn cho ăn với súp tôm hùm. Rồi có bắp, có xà lách, muốn ăn bao nhiêu con cũng được. Thì đây là buổi tối ở chỗ cái cầu biển, mà thấy là đứng ở đây rồi mình thấy biển cầu này để cho mấy người câu cá đi câu để đi ra tới biển sâu, mà đi cái cầu đó nó cái là kia. Cái bên trong là thành phố. Thì hai vợ chồng đi ra thưởng thức gió biển, rồi xong rồi thì sẽ lái xe đi coi Miami buổi tối. Thì mình sẽ mời các bạn cùng đi coi với mình cho vui. Lâu lâu mình cũng làm một cái buổi đi lãng mạn với chồng, cho hai chồng thỉnh thoảng đi ra ngắm cảnh, ngắm trăng. Khi cái mùa trăng lên đây ngắm trăng đẹp lắm, là một ánh trăng sáng hai quả tim vàng ha bạn. Giờ mời các bạn đi xem, cái chỗ này là chỗ người ta câu cá, rồi cái pier đó, họ ra tối họ ngồi câu cá trên cái pier đó để ra ngoài đây biển xa, chỗ đó ra xa bắt được nhiều cá lắm. Đây là thành phố ban đêm, mời các bạn đi xem Miami ban đêm. Cái này là khu thương mại, buổi tối cũng nhộn nhịp lắm. Mời các bạn đi xem nha, cái đây là khu này là khu thương mại, xung quanh chỗ nhà mình ở đấy cũng vui, buổi tối nào cũng vui. Chào các bạn nha, các bạn đi xem.